Bây giờ chúng ta đã học qua thức thứ 8, thức thứ 7, thức thứ 6. Giờ còn 5 thức nữa thôi. Là chúng ta xong cái phần thức rồi chúng ta đi ngủ. Phải không? Hết thức rồi ngủ. Nha. Thì đáng lý ra đó là không phải bài này đâu. Bài này bài số 12 lận. Còn chúng ta mới có xong 8 bài à. Bắt đầu qua bài 9 là bài mà sự hiện khởi, phần vị hiện khởi của 6 chuyển thức. Rồi bắt đầu mới đến cái bài này nha. Rồi đến cái bài các tâm sở tương ưng với lại 6 thức. Đó, 6 thức trước. Nó dài lắm, nó dài dằng dặc vậy đó. Nhìn phát ngán luôn vậy đó nha. Nhưng mà giờ chúng ta cái phần mà phần vị hiện khởi của 6 thức á, chứ mình lướt qua thôi trong 5 phút đầu thôi được không? Là xong bài nha. Chứ nó đỡ mất thời gian, chịu không? Nha. Rồi bắt đầu. Rồi chúng ta mới qua 5 thức này nha. Chúng ta dở cái trang 481 ra trong cái thành duy thức luận á, thì đó là phần vị hiện khởi của 6 thức á. Nhưng mà giờ mình đi cho lẹ thì qua luôn cái bài ngũ thức luôn nha. Đó, 481 của sách của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, thấy không? Đây nè. Tiết thứ 3 nè. Trời ơi, có mình không có nhưng mà mình có 150.000 không? 150.000 có là có cuốn sách này. Mình không có sách rồi mình có tiền là có sách à. Còn thôi thì photo hình như là 50.000 hay như là cái gì đó. Đấy, cho mượn photo nè. Có photo không? Lấy sách gốc photo luôn nha. Xin thưa quý thầy á, đừng mua, đừng có photo sách. Photo sách mình để có 5 năm là nó hư à. Là cái mực nó dính lại. Và sách không có giá trị, đọc không có thích. Nó không có phải là tăng thượng duyên. Nó không phải là đẳng vô gián duyên để cho mình thành tựu cái kiến thức và duy thức nha. Do đó mà mua một cuốn sách in nó tốn gấp đôi gấp ba, mình để dành cả đời nó không có hư, mà cầm cuốn sách khoái đọc hơn, phải không? Để trên kệ thấy hấp dẫn hơn, đúng không? Người ta mượn rồi còn mong lấy lại, chứ cho mượn sách photo mất luôn sao nha. Đó, do đó mà mua một cuốn sách này là để luôn. Cái người học sinh học trò, sách cũng như là món ăn tinh thần, không có nó là đói bụng vậy đó. Sách điện tử thưa quý thầy quý cô rất là bất cập. Muốn đọc được sách điện tử phải có điện, phải có pin, phải có điện thoại, phải có máy tính bảng, phải có vi tính. Rồi nó nặng lắm chứ đâu có nhẹ. Cầm sách này lên á, buồn ngủ quá rớt cái bịch của nó không hư, mà cầm cái máy tính bảng mà buồn ngủ quá nó lớp cái kình cái rồi mất hết mấy triệu, đúng không? Do đó mua sách có lợi lắm. À, với lại đọc sách nhiều quá nó đỡ bị hư mắt hơn là đọc sách điện tử. Điện tử cái tia bức xạ nó nhiều lắm, nó ảnh hưởng giác mạc mình, nó võng mạc của mình. Cho nên khuyên là mua sách nha. À, nhưng mình mới lãnh lương xong cái xuống mua sách hơn 1 triệu. Nói chung những sách mình chưa đọc giờ, nhưng mà mình sợ rằng mình không mua bây giờ á, mai mốt á nó sẽ không có, nó hết, nó in nó bán hết rồi, nó chưa kịp tái bản, hoặc là nó không tái bản nữa là mình không có cơ hội mua nữa. Bây giờ quý thầy cô mua được cái cuốn mà nghiên cứu kinh Lăng Già, rồi kinh Lăng Già của ông Suzuki mà thầy Trần Tuấn Mẫn với Hòa Thượng Chân Thiện dịch đó nha. Tiếng kiếm ra nữa, kể cả nhà sách cũ cũng không có, chỉ có thư viện Phật học mình còn ha. Mà đâu cho đem về nhà đâu. Lên mạng cũng không có cái cuốn đó luôn. Đó, cái cuốn mà kinh Lăng Già và nghiên cứu kinh Lăng Già, hai cuốn đó đó. Của Hòa Thượng Tuấn Mẫn và Hòa Thượng, của thầy Trần Tuấn Mẫn và Hòa Thượng Chân Thiện dịch. Cái cuốn đó có ông Suzuki, ông viết bằng tiếng Anh, mà ông dịch trực tiếp từ tiếng Phạn sang tiếng Anh, chứ không phải từ tiếng Hoa, nha, kinh Lăng Già đó đó. Rồi thầy Tuấn Mẫn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi nghiên cứu kinh Lăng Già. Có bán không? Là chứ mình yêu cầu photo á, chứ cái năm đó là không có đó, nha. Cái cuốn đó rất là quan trọng, cái năm mà khóa 9 á, học cái đó, không có sách. Do đó quý thầy cô tranh thủ để dành tiền xuống dưới phòng sách, đi lang thang mấy phòng sách, thấy cuốn nào mà nó hợp với mình mà mình thích á, mình mua đi, mua để dành đó. Giống như chúng mình mua một đống sách Tôn Gió Học 2-3 triệu luôn, mà đọc có 2-3 cuốn á. Rồi đưa xem mấy sư cô làm luận văn dữ á nha. Rồi mấy cô chuyển cho quý thầy chuyển cho quý thầy, giờ không biết nó nằm đâu. Mấy chục cuốn vậy đó mà. Nói cái cuốn mà nhập môn Tôn Giáo Học không á, cái cuốn cái bìa mà xanh lục á, chúng mình đi khắp Sài Gòn luôn cũng không có nữa. Mà đi từng nhà sách cũ để lục mua cho được cuốn đó. Cuối cùng nó nằm ở trong cái tiệm cơm chay Thượng Uyển gì, ngay chỗ đường Hoàng Hóa Thám á nha. Giác Uyển gì đó. Uyển gì đó.
cái nó có cái tủ sách cũ, nó bán sách cũ, cái cuốn sách đó nhân duyên sao cái mình lên mạng tìm cũng không ra nữa, cuối cùng vô đó có mua được cuốn đó mượn cũng chết vậy đó. Giờ cho ai mượn đâu, mất tiêu không biết. Thì như vậy là chúng ta phải mua sách nha, phải mua sách. Chung thôi cái cuốn này nó hay lắm. Cuốn này cái phần chú thích đó là Hòa Thượng Tuệ Sĩ làm, mà có những cái ý kiến của thậm chí của thập đại luận sư trong đây thầy Tuệ Sĩ cũng không đồng ý nữa. Thầy đưa ra ý kiến của thầy rất là hay, mình không đọc thì rất là uổng luôn á nha. À cho nên là phải đọc hết. Trời, kiến thức như rừng như biển trong cuốn này nè. Quý thầy tìm ở đâu ra cái trạng thái diệt tận định là gì? Không có chỗ nào giải thích. Cuốn này giải thích, Thành Như Thức Luận cuốn này giải thích trong phần chú thích nha. À rồi vô tưởng định là gì, tìm ở đâu ra? Người ta hỏi mình trả lời sao đây? Cái cuốn này giải thích, Thành Duy Thức Luận của Thượng Tệ Thủy giải thích, và Thượng Thiện Sư siêu cuốn đó không có nha, cuốn này mới có nè. Do đó phải mua, trăm mấy mua đại đi nha. Quảng cáo sách á, được không? Vậy thì bây giờ nè, thường thường người ta đá banh á, quý thầy cô có coi đá banh không? Người ta đá banh có mấy cầu thủ đá? Một đội á, 11 với thủ môn là 12 hay sao? Hãy tính luôn thủ môn là 11. Hả? Cả thủ môn 11 à hả? Ví dụ sơ đồ là 4-4-2 là 10 đúng không? Thủ môn nữa là 11 phải không? Rồi 4 à, thí dụ đá banh ở trên á. Giờ quý thầy coi đá banh cái là thuộc sơ đồ liền, nhưng mà bây giờ nói duy thức mà cái sự hiện khởi của duy thức, cái sự không hiện khởi của duy thức trong trường hợp nào á, học cả chục lần chứ không nhớ, tại vì cái nghiệp mình nó nặng. Nó nặng về đá banh chứ không phải là duy thức, đúng không? Như vậy thì chúng ta nên nhớ nè, trong 8 thức á, thì thức thứ 8, thức thứ 8 á, là không hiện hữu ở trong mấy trường hợp. Thức thứ 7 không hiện hữu trong mấy trường hợp. Thức thứ 6 không hiện hữu trong mấy trường hợp. Và thức thứ 5 không hiện hữu trong mấy trường hợp mình phải thuộc. À, giống như coi đá banh vậy đó nha. Thì ở đây có một cái công thức như vậy là 7, 8, 6 thôi, còn 5 thức đầu không có tính, tại 5 thức đầu nó hiện khởi tùy theo các duyên của nó. Ví dụ nhãn thức phải có đủ 9 duyên nó khởi, nhĩ thức phải có 8 duyên đó, rồi nhĩ thức, tỷ thức có 8 duyên, các thức khác còn lại 7 duyên, ví dụ vậy đó, thì nó hiện khởi. Còn ngoài ra nó không hiện khởi thì cái đó nó phức tạp, đâu có tính. Người ta chỉ nhớ là thức thứ 8 là sơ đồ là 4, còn thức thứ 7 là 3, và thức thứ 6 là 5, sơ đồ 4, 3, 5. Được chưa? Đá banh cho dễ nhớ nha. Đá banh theo đội hình 4, 3, 5. À, tức là thức thứ 8 không hiện khởi trong 4 trường hợp, thức thứ 7 không hiện khởi trong 3 trường hợp, và thức thứ 6 không hiện khởi trong 5 trường hợp. 5 thức trước không hiện khởi khi không đủ duyên. Vậy thôi, đơn giản thôi. Duyên có nhiều lắm, ví dụ nhãn thức phải có 9 duyên. Ví dụ căn cảnh nè, rồi hư không, tức là rồi ánh sáng nè, gọi là minh á, không minh ha, căn cảnh không minh. Rồi căn bản y, nhiễm tịnh y, rồi chủng tử y gì đó ha, rất là nhiều duyên, chính duyên tất cả. Thì cái đó đủ duyên nó khởi, không đủ duyên nó không khởi, đó là 5 thức trước, được không nha. Còn 5 thức trước á, 5 thức trước tùy duyên, tùy các duyên ha, tùy theo các duyên. Nếu không đủ duyên nó không khởi, đủ duyên nó khởi, đơn giản thôi. Nhưng cái này nó có quy định nè. Bây giờ á, thức thứ 6 mình học rồi, nói lại chút xíu. Nó hiện khởi trong tất cả các trường hợp, đúng không? Nhớ không? Hả? Có nhớ cái vụ đó không? Nhớ bài kể đó không? Ý thức thường hiện khởi, đúng không? Trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định. Nhớ cái đó không nè? Thùy miên giữ muộn tuyệt. Cái câu đó, cái câu cuối cùng trong 7 thức á, nhớ không? Học tuần trước nha. Ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên là một, đúng không nè? À, thứ nhất vậy thì 5 cái nè: vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định. Trong trường hợp hai loại định mà không có tâm, không có tâm có nghĩa là không có thức và không có tưởng á nha, không có 6 thức trước và không có tưởng thì gọi là vô tâm. Vô tâm nhị định là gì? Là vô tưởng định và diệt tận định á. Vô tưởng định, diệt tận định. Rồi, đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Thùy miên
là 4, muộn tuyệt là 5, thùy miên giữ muộn tuyệt. Muộn tuyệt là chết giấc, hôn mê. Đó là 5 trường hợp nha. Giờ mình sẽ đi luôn thức thứ 7 rồi đến thức 8 luôn nha. Thức thứ 8 có 4 trường hợp không hiện khởi. Đó là bây giờ mình dễ nhớ lắm, mình nhớ như vậy cho dễ nè. Khi mà mình tu á thì chúng sanh nó có tất cả là 10 loại chúng sanh phải không quý thầy cô? Từ địa ngục cho đến Phật đi cho dễ nha. Chúng hữu tình á nha. Phật là chúng hữu tình hay vô tình vậy? Phật là hữu tình. Đức Phật nào mà là ông Phật gỗ đâu? Phật gỗ là Phật tưởng tượng. Còn Phật thiệt á là chúng hữu tình. Như vậy thì chúng hữu tình có 10 thế giới. Địa ngục cho đến cõi trời là mấy? Lục đạo luân hồi. Thanh văn là mấy? Còn bệ 4 cái chứ gì? Thanh văn độc giác, à, tức là duyên giác á. Thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Như vậy thì A Lại Gia không có trong 4 trường hợp đó đó. Tức là thanh thanh văn thì quả vị cao nhất của thanh văn là gì? Là gì? A La Hán. Trời nó mạnh lên. A La Hán không có. Không có A Lại Gia. Rồi, bây giờ á độc giác Phật hay duyên giác Phật thì chỉ có quả vị là độc giác thôi chứ mấy quả vị? Ghi vô luôn độc giác. Rồi trường hợp nào mà Bồ Tát cỡ gì thì không có A Lại Gia mà nó chuyển thành cái trí rồi đại viên cảnh. Địa thứ mấy là xả tàng? Thứ 8 nha, thứ 8 xả tàng, không còn tên tàng thức nữa. À, trong Bát Thức Quy của tụng có nói. Như vậy thì ở đây á mình có địa thứ 8 gọi là địa gì, tên gì ta? Địa thứ 8 trong thập địa tên gì? Đệ Bát Bất Động Địa, hay còn gọi là Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Ghi vô Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Bất Thối Chuyển Bồ Tát à, Vi Bạn Lữ ha. Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ là mấy vị đệ tắc đệ bát địa không á, ở dưới Tây Phương Cực Lạc á nha. Đệ bát địa tương đương với đệ bát địa. Đệ bát địa thì tương đương với vị A La Hán của thanh văn, đúng không? Cho dễ nhớ nha. Đệ thất địa là A La Hán hướng, đệ bát địa là A La Hán quả, ta nhớ chưa? Sơ địa là Tu Đà Hoàn hướng, nhị địa là Tu Đà Hoàn quả, dần cho đến đệ bát địa. Lúc này là không có A Lại Gia nữa mà nó chuyển thành đại viên cảnh trí rồi. Cuối cùng là Phật thì có mấy quả vị Phật? Mấy? Một thôi, thì cho nên ta ghi là Như Lai vô nha. Đó là 4 trường hợp mà không có thức thứ 8: A La Hán, độc giác, bất thối chuyển Bồ Tát và Như Lai. Xin thưa với quý thầy quý cô, không có thức thứ 8, không có thức thứ 7 không có nghĩa rằng là cái thức đó nó triệt tiêu, nó biến mất tâm, không phải nha. Chuyển 6 thức trước, xin lỗi, thức thứ 6 và 5 thức trước á mà nó không có là nó không có thiệt luôn. Nó biến mất khỏi thế gian luôn, được chưa? Rồi sau đó nó hiện lại. Hình dung được không nha? 6 thức trước, thức thứ 6 và 5 thức trước đã nói khi mà nó không hiện khởi có nghĩa là không có nó luôn, không có mặt nó luôn. Hình dung được không nha? Hoặc là trong trường hợp thứ 2 là nó chuyển thành trí thì cũng tạm thời coi như nó không có. Có 2 trường hợp. Nhớ chưa? Ở phàm phu mà 6 thức trước nó không có là nó tạm thời nó biến mất. Ở thánh nhân 6 thức trước không có cũng có nghĩa là biến mất, nhưng có khi họ sử dụng thì họ không gọi là thức mà họ gọi là trí. Nó đổi tên, được chưa? Nha. Vậy thì đối với thức thứ 7 và thức thứ 8 á thì nó luôn luôn có, nó hằng có chứ không phải là lúc có lúc không nha. Khi mà thành 4 cái bậc đại nhân như vậy á, A La Hán, độc giác, đệ bát địa, Bồ Tát và Như Lai á, thì thức thứ 7 và thức thứ 8 á nó đổi tên thành trí chứ không có nghĩa là nó biến mất luôn nha. Chúng ta chú ý chỗ đó đó, nó đặc biệt chỗ đó đó. Nếu mà biến mất luôn thì 4 vị này á không gọi là chúng hữu tình nữa rồi mà gọi là chúng vô tình rồi, chúng sanh vô tình rồi, nó kẹt chỗ đó. Chúng ta lưu ý chỗ đó nha. Còn riêng 6 thức này, 6 thức trước này nó biến mất luôn cũng được mà nó chuyển thành trí cũng được, nó đặc biệt chỗ đó. Đó chúng ta lưu ý. Và thức thứ 7 không có trong 3 trường hợp nào. Thứ nhất á thì đương nhiên là quả vị A La Hán là không có rồi, đúng không nè? A La Hán có thức thứ 7 không? Hả? Có không? Không có thức thứ 7 mà gọi là gì? Bình đẳng tánh trí nha,
ghi vô A-la-hán diệt định. Và cuối cùng A-la-hán không có nó, diệt tận định không có nó. Mà diệt tận định không có nó không có nghĩa là không có nó mà nó chuyển thành trí, được chưa? Chứ nó không bao giờ biến mất luôn được. Nếu nó biến mất luôn thì thứ 8 cũng biến mất luôn. Tại hai cái này anh em song sinh, có mày có tao, không có tao không có mày. Nhớ chỗ đó đó. Y bỉ chuyển duyên bỉ, nó hằng chuyển thứ 7 á, nó y nên thứ 8 để nó có, và nó chuyển thay đổi theo thứ 8. Thứ 8 đi đâu cũng đi theo đó. Do đó có thứ 8 thì có thứ 7, không có thứ 8 thì không có thứ 7. Thứ 7 chuyển thành bình đẳng thánh trí thì thứ 8 nó kéo thứ 8 chuyển luôn. Thứ 8 chuyển xong rồi năm thứ trước chuyển luôn. Vậy đó. A-la-hán diệt định. Và trong trường hợp mà gọi là xuất thế đạo, chúng ta ghi đi. Xuất thế đạo. Xuất thế đạo là cái gì? Xuất thế đạo là trường hợp mà một người đã chứng thánh sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là hướng Tu Đà Hoàng được rồi, tức là từ sơ địa Bồ Tát á, được chưa? Cho đến đệ thất địa Bồ Tát, tức là hướng A-la-hán quả, được chưa? Nha. Kể cả A-na-hàm luôn ở chổng đó, kể cả Tư Đà Hàm ở chổng á, kể cả Tu Đà Hoàng ở chổng á, tức là quả vị vô học á. Hình dung được không quý thầy quý con nha? Nhưng mà khi họ nhập định á, hoặc là khi họ dùng thiền quán, họ quán chiếu thế gian á, thì lúc đó con mắt thiền quán của họ, cái nhãn quan thiền quán của họ thấy thế giới là vô ngã, là tánh không, rỗng không. Lúc đó mạt na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí. Chúng ta chú ý nha. Đây nè, để cho mình nói cho mạt na nè. Mạt na ở địa vị sơ địa đó, sơ địa tức là hướng Tu Đà Hoàng quả. Hướng Tu Đà Hoàng á thì nó xả bỏ phân biệt chấp ngã, tức là phân biệt ngã chấp. Phân biệt ngã chấp là gì? Là sự phân biệt của cái hiểu biết của mình, tức là cái kiến hoặc thôi nha, chứ không phải tư hoặc. Do sự nhận thức về ngã đó nó được xóa bỏ, nhưng mà cái nghiệp, cái thói quen vẫn còn chấp ngã. Giống như bây giờ quý thầy cô ở đây ai cũng là học được là thế gian là vô ngã, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã rồi chứ gì, đúng không? Từ khi mình bước vô chùa mình học bài kinh gì mà có bài kinh đó, Bát Đại Nhân Giác, thế gian vô thường, tứ đại thế gian nguy quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã chết rồi. Vậy là quý thầy cô đã được vào sơ địa Bồ Tát rồi, đúng không? Về mặt nhận thức, về mặt nhận thức nhờ người ta dạy cho mình, cho nên mình nhận thấy là ngũ ấm vô ngã. Như vậy là mình đã thay đổi nhận thức rồi. Cái nhìn của mình quay 180 độ. Hồi đó là mình là có ta có ngã, bây giờ đã học được vô ngã. Như vậy cái đó gọi là phân biệt ngã chấp được đoạn trừ, được không nha? Nhưng mà cái này là nói về hơi hám đoạn trừ trên mặt lý thuyết đó, chứ còn thực tế á, nó được đoạn trừ khi nào? Nó nói cho vui thôi nha, cho có hưng phấn học thôi. Khi mà quý thầy cô học cho đã rồi á, một lúc nào đó quý thầy cô ngắm mưa rơi, quý thầy cô ngắm hoa nở, hoa tàn, quý thầy cô một cái điều gì đó không biết, nó bất thình lình đó nha. Nó gọi là đột biến chuyển nghi á. Bất thình lình một cái quý thầy cô ngộ. Ngộ được là thí dụ như ni sư mà trì giới đệ nhất ở trong giáo đoàn của Đức Phật, đệ tử Đức Phật á, còn nhớ tên của cô không? Hả? Bhattacharya đó, có nhớ không? Bhattacharya là một ni sư mà được mệnh danh là trì giới đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật, tương đương với bên tăng là Upali á. Một hôm Bhattacharya múc nước rửa chân sói gáo thứ nhất, cái nước nó lan ra khoảng 1 mét vậy nè, cái bà thấy nước nó lan ra, cái bà múc gáo nữa, bà rửa cái chân, tại vì đi khất thực rồi về là chân dơ á. Cái gáo thứ hai thì nước nó lan ra được 1,5 mét, cái gáo thứ ba nước nó lan ra 3 mét. Cái bà quán vô thường, bà nói rằng nước á nó lan ra, một cái dòng thứ nhất nó giống như người trẻ mà chết vậy đó, nó lan ra vòng thứ hai thì giống như tuổi thọ trung bình là trung niên chết vậy đó, nó lan ra thứ ba thì giống như là chồng mình chết, là người lớn tuổi chết, người già chết vậy đó, ấy cha mẹ mình chết vậy đó nha. Tại vì cái cô này, quý thầy cô có nhớ cái chuyện Bhattacharya mà chồng chết, con đứa thì nước cuốn trôi, con thì bị quạ tha, cha mẹ thì bị nhà cháy không?
Nhớ vụ đó không? Nàng ta đó nha. Nàng ta là ai vậy? Là con của cái vị làm thủ khố của vua Ba Tư Nặc. Phải không? Nha. Là giàu lắm á, gia đình giàu lắm á, 16 tuổi cha cất cho riêng một cái tòa nhà ở trên, nhốt ở trển, nhưng mà cái anh mà đưa sữa hàng ngày á, thấy cổ thấy ảnh cái hai người bị xét nó đánh trúng. Xét đánh trúng cái đến lúc mà cổ được ba cổ kiếm một cái ông môn đăng hộ đói cưới cổ, cái nửa đêm cổ với ông này xách gói bỏ trốn nha. Đó, bỏ trốn đi lang thang qua cái tỉnh khác, thành phố khác, nước khác ở xong rồi cái bắt đầu năm sau cái có con thì theo phong tục là phải về quê ngoại sinh. Bà này canh ông chồng đi đốn củi cái trốn chạy về nhà để cha mẹ mình nuôi, chứ ông này cũng đốn củi kiếm sống khổ muốn chết vậy đó, tiền đâu nuôi con nha. Nửa đường á thì ông chồng hay tin dí theo bắt về sanh được đứa con. 2 năm sau đứa con nó được 2 tuổi, cái lại có bầu nữa, cái lại đi về quê ngoại sinh, lần này cũng trốn nữa, ông chồng cũng dí theo được nữa, tại vì lần này đi chậm là mắc dắt đứa con 2 tuổi nha. Thì chồng dí theo được tới nơi thì lúc đó bà cũng chuyển dạ sanh, nửa đêm mưa to gió lớn ào ạt, sấm chớp đùng đùng, bà phải quỳ cả đêm về để bà che cho đứa con khỏi bị ướt, đứa con mới đẻ đó. Ông chồng thì đi kiếm gỗ, kiếm lá cây rừng để mà làm cái chòi cho vợ tạm thời nghỉ mấy bữa, lúc mới sanh con về thăm cha mẹ gì nổi nữa. Nhưng mà nửa đường vô đốn sao bị rắn cắn chết nha. Cắn rồi xong cái ổng chưa kịp về tới nơi, quỳ xuống giữa đường chết tại chỗ vậy đó. Rồi cái bà vợ suốt đêm không thấy chồng về mới nói, thôi con ơi cha bỏ mẹ con mình rồi, thôi giờ mẹ con mình về ngoại đi. Rồi mới dắt đứa con 2 tuổi và đứa bé bế trên tay còn mới sanh đỏ hỏn à. Đi đến bờ sông, chưa đến bờ sông thì đi giữa đường đi gặp ông chồng mình chết tại chỗ nha. Là bị rắn cắn chết. Đó, cho nên là biết là chồng chết vì rắn cắn. Cái niềm thương tiếc không thể nào diễn tả được. Đến bờ sông rồi cái mới để đứa nhỏ ở bên bờ này, nói giờ mẹ hết sức rồi, sinh con cả đêm, bây giờ không còn miếng máu nữa. Bây giờ mẹ bế con mà dắt anh con á thì cả ba chết hết, nước nó cuốn trôi vì cái trận mưa vừa qua nước nó chảy mạnh á. Để đứa bé trên bờ này dắt đứa con qua bên kia, xong rồi cái quay lại bế đứa con này thì con quạ nó thấy cái cục thịt đỏ hỏn nó bay xuống nó chụp nha. Con chim diều hâu á, kênh kênh á. Nó chụp đứa bé lên thì bả mới xua cái con quạ bay đi, mà nó đâu chịu bay đâu. Thằng nhỏ bên kia cứ tưởng bà này quơ quơ là kêu nó quay trở lại, cái nó lội ra xong trở lại nó quay về bên đây, cái nước cuốn trôi mất tiêu luôn. Còn thằng nhỏ thì bị quạ tha mất tiêu, cái bả mới quay về trở về. Và trên đường về nhà thì bả được người dân làng báo tin là tối hôm qua trận mưa qua sấm sét đùng đùng ở nhà cô bị sét đánh trúng cháy. Và cha cô chết, mẹ cô chết cháy, em trai cô chết luôn. Sáng nay người ta đang thiêu họ. Thế là họ bà điên luôn. Bà điên, bà cởi đồ ra, bà đi lang thang người ta, ném đá bả này nọ. Cuối cùng đến Đức Phật thì Đức Phật dạy cho bả quán chiếu. Nước mắt của thế gian nó còn nhiều hơn là nước mắt cô khóc ngày hôm nay. Cô đã từng khóc biết bao nhiêu người chết trong quá khứ rồi, nhiều hơn nước đại dương nữa. Nhờ cái đề tài đó mà bả bớt đau khổ và bả luôn luôn quán chiếu vô thường. Quán chiếu đến một lúc bả sói nước, cái nó chín mùi rồi, bả ngộ cái lý vô thường. Cái gáo nước thứ nhất là con bà chết, gáo nước thứ hai là chồng bà chết, gáo nước thứ ba là cha mẹ của bà chết. Vậy là bà chứng thánh. Đó, vậy mà trì giới đệ nhất đó. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phá bỏ phân biệt chấp ngã là khi mà chúng ta đã ngộ cái lý vô thường, giống như cái Nisibhatta Chara mà ngộ lần đầu tiên Đức Phật dạy vậy đó. Đức Phật dạy là nước mắt của cô khóc cho cha mẹ anh chị em con cái chồng vợ nó nhiều hơn nước đại dương từ vô lượng kiếp đến nay, là bả ngộ lý vô thường liền nha. Lúc đó là thấy thế gian vô thường, mà đã thấy vô thường là phải thấy vô ngã, đã thấy vô ngã là phải thấy thế gian là khổ, khổ vô thường vô ngã nó đi dính chùm nhau vậy đó. Do đó mà một lần quý thầy cô nhìn thấy các pháp duyên sanh vô ngã thôi, lúc đó quý thầy cô đã một có 2 trường hợp. Nhìn thấy một lần rồi thôi nó tắt đi á, là quý thầy cô đã vô được Thiền Nhân Bồ Tát, tức là vô địa vị thập trụ. Thập tín là phàm phu Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền, trụ, hạnh, hồi hướng là tam hiền, ba hiền nha. Tại sao gọi là tam hiền? Bởi vì mình không còn phàm phu nữa, mình kiến tánh rồi mình không còn phàm phu nữa. Mình kiến được cái tánh vô ngã của vạn pháp rồi thì lúc đó có chỗ để trụ rồi. Cái trụ là trụ cái vô ngã tánh đó đó. Khi mà con mắt nhìn đời hay là mình luyện tập theo cái lời nói hành động của mình theo trạng thái vô ngã. Và
Khi mà mình an trụ trong đó rồi, mình mới hành hạnh Bồ Tát, mình thực hiện lục độ ba la mật, rồi mình cũng không có chấp ba la mật đó tạo thành phước đức gì cho mình hết đó, đã gọi là ba la mật mà phước gì của mình đâu, hồi hướng cho chúng sanh luôn, thành tựu được cái tu lục độ ba la mật và hồi hướng xong hết những phước đức của mình, coi như ngã không pháp không rồi đó, là cái đùng cái nhảy vô sơ địa. Lúc đó là hoàn toàn chứng được cái trạng thái là không phân biệt về ngã và pháp nữa. Xóa bỏ ở dạng nhận thức rồi. À, cái lúc này á, là gọi là thập thánh nha. Vô đây là thập thánh. Còn đến đệ thất địa. Đệ thất địa. Tức là hướng A-la-hán quả. Đệ thất viễn hành địa, đệ nhất là hoan hỷ địa. Viễn hành địa, đệ thất địa thì chúng ta sẽ xả bỏ được câu sanh ngã chấp. Xả bỏ được câu sanh ngã chấp là chúng ta hoàn toàn xả bỏ ở dạng tập khí luôn rồi. Bây giờ đụng chuyện gì cũng vô ngã hết, chứ không phải mà mới học vô ngã rồi bắt đầu ra làm gì cũng ngã. Mới học vô thường ra gì cũng thường, đúng không? Người dân chết chóc thì nước mắt ráo khô à, tại vì tôi học vô thường là có gì đâu mà phải khóc. Nhưng mà thân quyến qua đời thì sao? Đầm đìa lệ máu. Đó là cái đó đó nha. Thì đó chúng ta thấy A-la-hán là cái tương đương với quả vị đại bát địa nè. Diệt tận định, xuất thế đạo là cái này nè. Xuất thế đạo là từ sơ địa đến thất địa. Mà mình dụng công tu tập, lúc đó mình được xuất thế. Mình không dụng công tu tập thì mình còn hiền nhân hoặc là phàm phu Bồ Tát, được chưa? Có nghĩa là mình thấy vô ngã, nhưng mà khi nào mình quán chiếu á thì mới thấy vô ngã. Còn mình không quán chiếu vẫn thấy có ngã như thường, người ta chọc vẫn giận vẫn buồn như thường à. Đó là, hay nói cách khác gì đi cho dễ hiểu. À, xuất thế đạo là địa vị kiến đạo. Và đến đây gọi là chứng đạo, ở đây gọi là kiến đạo, ở đây gọi là chứng đạo nè. Đây gọi là kiến tánh, đây gọi là chứng tánh nè. Được không? Xả bỏ phân biệt ngã chấp gọi là kiến tánh. À, thất địa đó là chứng đạo luôn. Còn cái đệ bát địa này nè thì gọi là đại triệt đại ngộ trong thiền tông á, cho dễ nhớ nha. Bây giờ có hiểu được thế nào là vô tưởng định không? Vô tưởng thiên không? Diệt tận định không? Hả? Xin giải thích chút xíu luôn nha với thầy cô. Vô tưởng định là gì? Vô tưởng thiên là chi? Diệt tận định là gì? Thứ nhất là vô tưởng định nè. Chúng ta học Phật giáo có mấy loại thiền tất cả? Tứ thiền, bát định và diệt tận định gọi là cửu thứ đệ định. Tức là bốn sắc giới thiền. Bốn thiền sắc giới là gì vậy? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và gì? Tứ thiền. Còn bốn vô sắc giới là gì? À, không vô biên xứ gì đó cho đến gì? Phi tưởng. Bây giờ á, trong bốn cái định sắc giới này nè, khi mà người ta tu đến đệ tam thiền á, người ta chán cái trạng thái lạc của tam thiền, bởi vì nó là nó có lạc mà tận hưởng lạc, gọi cho dù là diệu lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa gì không cần biết, đều dẫn đến khổ đau hết, đều dẫn đến tham chấp hết, đều dẫn đến là mình không muốn xa lời cái trạng thái lạc đó hết, và vị đó mới chán ngán, không ham muốn cái trạng thái lạc của tam thiền nữa. Nhưng mà cũng không ham muốn cái trạng thái xả niệm thanh tịnh của tứ thiền nữa nha. Bởi vì dù sao đi nữa tứ thiền cũng còn niệm, cũng còn cái tâm xả thọ, cũng còn chấp thanh tịnh. Cho nên không muốn lên tứ thiền, mà từ tam thiền người ta rẽ ngang qua, người ta diệt hết tâm thức, nhận thức của mình luôn. Tức là diệt tưởng luôn. Chẳng thà như Nguyễn Công Trứ nói á, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo cho nó sướng nha. Không cần biết suy nghĩ nữa thì nó mới sướng. Người ta quan niệm như vậy đó. Và Đức Phật cũng biết là có một cái dạng thiện đó, thì người ta từ tam thiền người ta chuyển qua gọi là định vô tâm, hay còn gọi là vô tưởng định. Vậy thì vô tưởng định là một nhánh rẽ từ đệ tam thiền. Đệ tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, mà không muốn vô tứ thiền, không muốn lên cõi bốn cái vô sắc giới nha.
Đó, tức là tới đây thôi. Người ta rẽ qua cái nhánh là diệt hết những cái gọi là tâm thức của mình đi. Tức là như nè, hồi đó ở bệnh viện An Bình á, lúc đó chúng mình đi làm trực chung một buổi tối phòng cấp cứu với bác sĩ Kiểm. Bác sĩ Kiểm là trưởng khoa tiêu hóa. Bây giờ ổng là đạo Tin Lành, nhưng mà sau này ổng chuyển qua ổng nghiên cứu đạo Phật, ổng mê Phật giáo lắm. Cái ổng mới hỏi chứ mình là bây giờ cho tôi hỏi là bây giờ thiền Phật giáo có phải là ngồi không có suy nghĩ gì hết mới là thiền không? Cái đó đó nha. Không suy nghĩ gì hết, không còn biết gì hết có phải là thiền không? Thì hãy đang nghĩ đến cái gì vậy? Vô tưởng định đó. Được không? Nha. Tức là mình đưa tâm thức mình không còn suy nghĩ gì nữa đó, giống như cây khô gỗ đá vậy đó. Giống như câu chuyện bà tử đốc am vậy đó, thì cái đó gọi là vô tưởng định, chứ không phải phi tưởng xứ nha. Nó lưu ý đó, vô tưởng định đó đó, là không còn biết gì nữa, không còn suy nghĩ gì nữa. Vô tưởng định này khi chết đi, sanh lên cõi trời sắc giới hay vô sắc giới? Nhân nào quả đó sanh lên cõi trời gì? Sắc giới, chứ không phải vô sắc giới như bốn thiền vô sắc nha. Nó sẽ sanh lên tầng trời của tứ thiền luôn. Tại vì nó cao hơn tam thiền, nó không thể ở tam thiền được, tại nó đang chán cõi tam thiền. Mà nó cũng không nhập vô sắc giới được. Vậy thì nó ở cõi trời sắc giới, gọi là quảng quả thiên của đệ tứ thiền thiên. À, vô tưởng định sanh lên cõi trời quảng quả. Quảng quả thiên của tứ thiền á nha. Cõi trời tứ thiền. Quảng quả biến tịnh sắc cứu cánh, có nhớ không? Nha. Cõi trời sắc giới đó nha. Các vị A-la-hán thì ở trên cõi trời sắc cứu cánh. Xin lỗi, các vị A-na-hàm á, thì ở trên cõi trời sắc cứu cánh để chuẩn bị nhập Niết Bàn luôn. Còn cái quảng quả biến tịnh dưới cái sắc cứu cánh hai bậc. Được không nè? Nha. Thì họ đang ở đây nè. Thì cái cõi trời này ta gọi là vô tưởng thiên. Cõi trời quảng quả ở tứ thiền thiên, mà những người nhập vô tưởng định sống ở đó. Tức là sống ké cái trạng thái của các ngài mà ở trong tứ thiền sanh lên á. Hình dung được không? Nha. Các vị tứ thiền khi chết sanh lên cõi trời quảng quả để tu tiếp. Nhưng mà những vị vô tưởng định này họ ở ké với những vị ở quảng quả thiên. Thì quảng quả thiên đó ta gọi là vô tưởng thiên. Được chưa quý thầy con? Phải phân biệt rõ nha. Đừng có nói nó là phi tưởng xứ chứ không phải. À, cái kia cao lắm, cái này thấp hơn. Những vị ở vô tưởng thiên này, khi mà họ bắt đầu nhập vô tưởng thiên á, thì họ còn có cái tưởng để họ nhập vô, tức là còn tri giác, biết mình nhập vô. Nhập vô xong rồi á, họ trụ ở dạng không tri giác, cho đến một cái đoạn tuổi thọ của họ, bao nhiêu đại kiếp, 500-600 đại kiếp gì đó. Sau, bắt đầu họ chết đi, tại vì họ vẫn là phàm phu mà, nha. Khi mà họ chết đi, khi nào họ chết? Khi mà có một cái tri giác khởi lên trở lại thì họ chết. Tức là khi tưởng á, nó khởi lên trở lại á, tức là họ biết trở lại á, họ đang ở trạng thái giống như là hôn mê bất tỉnh vậy đó. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu hết cái nghiệp lực mà vô tưởng thiên, hết phước đức vô tưởng thiên á, thì tự động cái tưởng nó khởi lại, cái suy nghĩ nó khởi lại, cái biết nó khởi lại, giống như người bác sĩ gây mê bây giờ có tri giác trở lại rồi, bác sĩ nói mở mắt ra rồi kìa, bệnh nhân tỉnh lại rồi, được chưa? Nha. Thì giờ người ta tỉnh lại cái là người ta chết. Bởi vì cái cõi đó không chấp nhận những người mà có tưởng sống, chỉ có vô tưởng mới sống được cái đó thôi. Để mà họ có tri giác cái là họ biến mất khỏi cõi đó liền, để họ theo cái nghiệp mà họ đi tiếp, ví dụ cái nghiệp họ lên cái cõi cao hơn để chứng A-la-hán quả hoặc nhập diệt tận định gì đó, thì họ lên cõi trời cao hơn. Mà họ không có tu, họ hết phước, họ xuống cõi trời dục giới hoặc cõi người, hoặc thậm chí xuống địa ngục cũng được nữa như thường nha. Tùy theo cái nghiệp lực của họ kế tiếp như thế nào. Như vậy cái cõi này, vô tưởng thiên này, hãy có tưởng, có tri giác, tỉnh lại cái là chết liền, là biến mất khỏi cõi đó. Vậy ha. Vậy là xong hai cái loại đó. Bây giờ đến cái diệt tận định là gì? Diệt tận định thì cái chỗ này mình lưu ý nè, diệt tận định nó không phải từ vô tưởng định mà nó đi. Mà diệt tận định thì nó phải từ cái cõi vô sắc giới, mà tuyệt đỉnh của vô sắc giới á. Vô sắc giới có mấy? Không. Vô biên thức. Vô biên là gì nữa ta? Gì nữa? Gì chưa phi đâu. À đúng rồi, vô sở hữu. Và cuối cùng phi tưởng.
có tưởng mà không có tưởng, vừa có tưởng vừa không có tưởng. Có nghĩa là tưởng nó nhỏ nhiệm á. Rồi. Không vô biên, thức vô biên, vô sở. Khi nào vô không vô biên? Không vô biên là trong trường hợp mà người ta gần như gần được cái trạng thái mà không có cái gì có thiệt hết, tức là người ta cũng cảm nhận một lần cái tư tưởng vô ngã, người ta đã một lần thấy được á, là có thì có tự mãi may, không thì cả thế gian này cũng không ha. Ô kìa bóng nguyệt lòng sông, ai hay trong đó có không là gì, giống như từ đạo hạnh vậy đó nha. Thấy được thế gian là không, nhưng mà nó bị rơi vào chấp không, được chưa? À, nó ngay chỗ cái thấy không á, nó quán chiếu cả thế gian đều là không hết, không có gì hết á. Mở con mắt tới đâu, quán chiếu tới đâu thì cả thế gian đều không hết. Nó vô tận vô biên, chỗ nào nhãn quan chiếu tới chỗ đó thành không hết. Mà không của họ là cái dạng không chấp không á, được không? Còn không của cái người kiến tánh không á, là cái không này là bản chất của cái có. Nó khác nhau chỗ đó nha. Được không? Không là bản chất của cái có. À, cái bản, vẽ lao bản này nó gồm có miếng mica và cái miếng mút này, hai cái hợp lại thành cái vẽ, tách hai miếng nó ra mất đi cái vẽ lao bản này. Vậy thì cái vẽ lao bản này bản chất nó là không, đương thể nó tức là không. Thì cái đó là cái thấy của một người đúng chánh pháp theo thiền quán. Còn nhưng mà vậy thì rõ ràng cái bản này không có, cái vẽ lao bản này không có, và cả thế gian quán tới đâu cũng thấy không hết. Cái họ kẹt cho cái không đó họ ra không được. Họ đưa cái nhãn quan tới đâu thấy không tới đó, vô biên xứ chỗ nào cũng không hết. Nhưng mà khi mà họ hai quán thấy không á, cái bắt đầu cái họ không quán ở bên ngoài nữa, còn họ cũng quán thân thể họ bên trong nữa, mà bắt đầu họ để ý coi cái chủ thể nhận thức mà thấy được cái không là ai nha. Tại sao mình đã thấy được không? Thì như vậy họ quay về quán cái thức biết của họ đối diện xúc cảnh nó không. Thì khi mà họ quán chiếu cái thức, họ cũng thấy thức cũng là do căn cảnh tác ý gì đó nó sanh ra, thức cũng không, gọi là thức vô biên xứ. Đi xuống tầng thứ hai, hướng bên ngoài quán không, giờ hướng vô tâm thức quán không. Hướng vô tâm thức quán không xong rồi thì bắt đầu mới thấy chết rồi, thân mình cũng không, tâm mình cũng không, thế gian cũng không, chả có gì là của mình, không có gì là của ai hết, vô sở hữu xứ, được chưa? Đó là cái triệt để không á nha, ngã không pháp không rồi, nhưng mà nó rơi vào cái chấp không nặng vậy đó. Đến cuối cùng sao? Họ chán luôn cả cái suy nghĩ, đã có không rồi mà cứ khởi hoài vậy nha, nó khổ đau hoài vậy. Suy nghĩ bốn không mà tự nhiên nó lại sanh ra, nó cứ có hoài. Họ chưa chặt được cái mối liên hệ giữa không và có, giữa sắc và không nha. Đúng lý ra cái tưởng nó khởi á, thì ngay nơi tưởng khởi vẫn thấy tưởng nó không thì là nhẹ nhàng, không có gì mà khổ đau cả. Như tục tổ Huệ Năng nói, pháp của ta dĩ vô niệm vi tông, dĩ vô tướng vi thể, dĩ vô trụ vi bổn. Dĩ vô niệm vi tông không có nghĩa là không cho khởi niệm, mà ngay nơi niệm khởi vẫn không dính mắc nơi đó thì gọi là vô niệm. Vậy thì khỏe rồi. Còn đằng này là triệt luôn, tại thấy nó không có mà nó khởi là mình khổ đau. Cái đó gọi là phi tưởng, phi tưởng. Nhưng vì còn chấp ngã, vì còn mạt na thức và a lại gia thức hoạt động tiềm tàng ở bên dưới tất cả những suy nghĩ hoạt động của mình, cho nên vị này rơi vào cái chấp ngoan không đó, diệt luôn cả cái diệt tưởng, có nghĩa là diệt sáu thức trước luôn á nha. Không có tưởng là sáu thức trước không có luôn á. Do đó mà ở trạng thái này á, là nó vẫn còn sáu thức ở cái dạng tiềm ẩn, lúc có lúc không, chập chờn, cho nên gọi là phi tưởng xứ. Trạng thái này vẫn còn ý thức, vẫn còn tưởng, cho nên gọi là phi tưởng, được chưa? Tưởng là phi tưởng, nhưng mà không phải, nó là có tưởng, nên gọi là phi tưởng. Đến khi nào mà một vị mà giác ngộ được vô ngã về mặt phân biệt hoặc là về mặt câu sanh, thì vị đó sẽ đẩy cái định phi tưởng này lên cao hơn một bậc nữa, để chứng ngộ một cái gọi là diệt hoàn toàn cán tri giác luôn, gọi là diệt tưởng và diệt thọ định, hay gọi tắt là diệt tận định, được không? Như vậy diệt tận định là cái định dành cho hai loại người tu. Một là những loại người tu tứ thiền này nè, tức là có thể là phàm phu á, tứ sắc định á, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ vô sắc định nha. Tứ vô sắc định mà họ muốn tận diệt tất cả những tư duy của mình luôn, mặc dù họ là phàm phu nhưng mà họ muốn diệt luôn tất cả những cái tưởng biết của mình, trừ cái vô tưởng định ra, thì cái đó gọi là diệt tận định, được chưa nè nha.
Rồi còn lại là những thánh nhân, những thánh nhân mà đã ngộ được lý sắc không một lần rồi, đã vô hàng thánh rồi, những vị đó cũng tu diệt tận định được nữa. Được chưa? Có hai loại người theo Thành Giới Thức Luận giải thích như vậy. Thành Giới Thức Luận giải thích như vậy đó. Tất cả những ai mà muốn vô diệt tận định phải bước qua xác chết của tứ thiền bát định. Ý là vậy cho dễ hiểu nha. Tức là trong trạng thái mà họ lần lượt thứ đệ chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngay chỗ đó họ qua diệt tận định được, không sao hết. Hạng thứ hai, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, ngang qua đó đi vào diệt tận định được, hai loại. Cái đó là phàm phu thiền nha. Thì cũng vô diệt tận định được, nhưng mà xuất ra trở lại phàm phu như thường. Nhưng mà trong lúc họ nhập diệt tận định á, họ không tạo nghiệp thiện ác gì nữa trơn á, cho nên tạm thời được gọi là vô lậu địa hay là vô lậu đạo hay là xuất thế đạo, được chưa nha. Tạm thời tức là họ còn phàm phu, nhưng mà trong trạng thái diệt tận định thì họ tương đương với lại những người mà chứng được niết bàn hữu dư y nha, tương đương vậy đó. Trạng thái nó thanh tịnh an lạc tuyệt đối như vậy. Trong Thành Giới Thức Luận giải thích như vậy. Còn lại là những người xuất thế đạo này nè, là những người mà họ đã chứng thánh nhân rồi, tức là từ sơ quả tu đà hoàng rồi, họ nhập diệt tận định, họ cũng không có thức thứ bảy, và trong trạng thái xuất thế đạo đó, lúc nào họ dụng công tu tập á, hoặc là định hoặc là tuệ, tức là thiền chỉ thiền quán á, thì lúc đó đó họ cũng không có thức thứ bảy. Được không quý thầy con nha? Rồi. Như Lai thì thức thứ bảy hoàn toàn chuyển thành bình đẳng tánh trí rồi. Cái sự hoạt dụng của thức thứ bảy của Như Lai là hằng là thanh tịnh. Thanh tịnh từ trong hả? À, vậy nè, để cho mình nói cho nghe. Thức thứ bảy không có trong ba trường hợp này. Thí dụ như một người chứng A-la-hán mà chưa phải là Như Lai thì thấy thức thứ bảy cũng gọi là bình đẳng tánh trí, được chưa? Một người mà nhập diệt tận định, một người mà nhập diệt tận định, được chưa nè? Mà trong lúc họ nhập diệt tận định á, mà họ còn phàm phu cũng được. Nhưng mà còn phàm phu thì phải phân ra, họ đang ở trong tứ thiền xác định, họ chuyển qua nhập diệt tận định, hoặc là vô xác định, họ chuyển qua nhập tận định, thì lúc đó mạt na tạm thời ngưng hoạt động. Ngưng hoạt động chứ không phải chuyển thành bình đẳng tánh trí, hiểu không nè? Nha. À, nó ngưng, nó chuyển, nó nhập về cái mạt na thức, được chưa nè? Dạ. Và mặt đó là trường hợp thứ ba, là xuất thế đạo, là những người mà đã vô cái địa vị xuất thế á, thì lúc đó họ dụng công tu tập thì không, cái mạt na nó chuyển thành bình đẳng tánh trí, còn lúc mà họ không dụng công tu tập thì nó vẫn còn là mạt na thức vậy đó. Để nói cho những người nhập diệt tận định này nè, thưa quý thầy cô, lúc mà họ nhập diệt tận định á thì thức thứ bảy tạm thời không còn chấp ngã, nhưng không có nghĩa là nó mất, nhớ nha, không có nghĩa là nó mất, nó tạm thời là nó ở trạng thái của một vị giống như A-la-hán, hoặc là một vị giống như là trong địa vị xuất thế đạo mà đang công phu gì đó. Trong Thành Giới Thức Luận nói rằng diệt tận định thì trạng thái đó đó, trạng thái đó đó, nó tương đương với lại cái vô lậu, nó tương đương với lại niết bàn, được chưa nè. Nhưng mà xuất ra rồi thì nó mất cái đó, còn niết bàn là niết bàn luôn, nó không có thay đổi luôn, khác chỗ đó nha. Cái trạng thái an lạc tịch tỉnh nó vi diệu như vậy, cho nên Đức Phật mới và các đệ tử mới dạy các đệ tử dạy người ta nhập diệt tận định. Thì cái này quý thầy cô biết là nó giống như hóa thành với lại bảo sở trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Khi tu không chưa chứng đắc niết bàn, nhưng mà bây giờ muốn cảm nhận cái trạng thái niết bàn như thế nào á, thì anh cứ nhập diệt tận định đi, thì anh sẽ cảm nhận nó như thế nào để biết nha. Nhưng mà vì định thì phải có xuất và có nhập, cho nên vô định rồi ra định nó mất vậy đó. Thông thường người ta vô diệt tận định á là 7 ngày 7 đêm, tức là gài cái đồng hồ sinh học á, tự động một cái chu kỳ sinh học sao không biết, 7 ngày sau tự động nó xuất định vậy đó. Nó xuất định rồi, trường hợp mà 7 ngày xuất định mình không muốn xuất định là mình nhập một cái chu kỳ 7 ngày nữa 7 ngày nữa 7 ngày nữa hoài cũng được nữa. Dạ. Rồi đến lúc mà mình nhập hoài như vậy á, nó ở trong trạng thái diệt tận đó, thì muốn thức cái người diệt tận định này như thế nào thì dùng âm thanh để thức tỉnh, lấy cái khánh nó gõ tiếng chuông để gõ, gọi là dùng âm thanh để thức tỉnh diệt tận định, cái người diệt tận định để họ xuất định ra. Thì cái người xuất diệt tận định đó đó, lúc đầu á trong Thành Giới Thức Luận nói là cái nhãn thức á nó sẽ tiếp nhận cái âm thanh,
ngay cái sát na thứ hai nó đưa vô a lại gia thức, à, xin lỗi, đưa vô ý thức. Lúc này ý thức nó đã mất rồi, nó không có ý thức nữa, nhưng mà nhờ cái âm thanh đó mà nó làm thức tỉnh nhãn thức trước nha. Nhãn thức trong việc tận định là tiêu, mất tiêu rồi, nó không còn tồn tại nữa, nhưng mà nhờ âm thanh đến nó kích thích, thì lúc đó nhãn thức khởi lại, được chưa? Khởi lại, rồi nó câu sanh với ý thức, khởi lại để phân biệt. Và ngay lúc đó đó, mạt na thức quyết định. Mạt na thức bây giờ nó tương đương với bình đẳng tánh trí đó, được chưa? Quyết định là tiếp tục nhập hay là xuất định. Nó là tùy theo ước muốn của hành giả nhập việc tận định, mà khi nghe âm thanh muốn cho mình xuất định á, mình quyết định xuất hay là tiếp tục nhập, thì lúc đó họ muốn xuất thì họ xuất ra. Mà đặc biệt vậy nè, cái người nhập việc tận định á, là thân thể họ không có bị phân hủy. Thể không bị phân hủy, chú ý chỗ đó. Đốt họ, thiêu họ luôn cũng không cháy nữa. Vậy thì những cái tượng thiền sư để lại, không biết họ nhập việc tận định hay định gì mình không biết nha. Nhưng mà đốt là cháy, phải không? Đốt vẫn cháy chứ. Nhưng mà cái người nhập việc tận định á, đốt không cháy nha. Đốt không cháy. Do đó mà cái trái tim của thức Hòa Thượng Quảng Đức để lại thì nhiều khả năng là ngài nhập việc tận định vô đó để đốt không cháy, tức là nó không bị hủy thì mới gọi là việc tận định, còn thân xác bị hủy là không phải việc tận định, chú ý vô đó. Có thể là vô tưởng định. Bây giờ chúng ta, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết về cái sự hiện khởi của 8 cái thức này. Còn lại thì 5 thức kia, 6 thức kia là đủ duyên nó khởi, 5 thức kia đủ duyên nó khởi, không đủ duyên nó không khởi. Và chúng ta đi vào phân tích 5 thức này để cho chúng ta biết đặc tính của nó như thế nào, nó hiện khởi và nó không hiện khởi khi nào, qua cái sở duyên của nó. Chúng ta coi cái bài kệ này nè. Kệ này là kệ gì đây? Y chỉ căn bổn thức, ngũ thức, bài kệ số 15 trong Hành Duy Thức Luận á. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, hoạt động nhờ nương thức kho tàng các giác quan bao gồm 5 thứ. Đúng biết là các thức giác quan á nha, các thức giác quan bao gồm 5 thứ, hoạt động nhờ nương thức kho tàng tùy duyên độc lập hoặc chung như sóng giữa nước chập trùng ngoài khơi. Đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, rất là hay. Thơ đọc nó nhẹ nhàng mà nó đủ quý, nó không thiết dư chữ nào hết trơn á. Nhà thơ thứ thiệt mà. Ngài đảo nó lên ha, tức là y chỉ căn bổn thức là câu thứ hai đó, hoạt động nhờ nương thức kho tàng. Y là nương nha. Rồi căn bản thức là tàng thức đó. Ngũ thức tùy duyên hiện, các giác quan bao gồm 5 thứ, rồi cái chữ tùy duyên bỏ xuống câu thứ ba. Tùy duyên độc lập hoặc chung, tức là câu hoặc bất câu nha. Như sóng giữa nước chập trùng ngoài khơi, độc lập là nó hoạt động độc lập, không câu sanh với ý thức, có khi nó câu sanh với ý thức. Đó là cái đặc tính của 5 thức này. Chúng ta phân tích cái bài kệ này đi. 5 thức đó là gì vậy? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Đó là tên gọi của nó. Cái đó gọi là y chủ thích hay là trì nghiệp thích vậy? Y chủ thích nha, cái tên của nó đó. 5 thức nè. Bây giờ á, nhãn là cái gì vậy? Con mắt là căn hay là cảnh? Rồi thức. Như vậy nhãn thức là y nơi cái căn, gọi là chủ, để giải thích cái tên thức này. Còn lại mạt na thức và a lại gia thức thì không nơi y nơi cái căn, mà gọi là trì nghiệp thích, tức là tùy theo cái nghiệp dụng của nó mà người ta đặt tên. Mạt na có nghĩa là tư lương, tư lường, nó luôn luôn tư lường suy nghĩ, tính sao có lợi thì làm ha, cho bản ngã của mình. Còn a lại gia thức là tàng trữ tích chứa, citta là tàng trữ nha, tích chứa, chứa, cho nên nó theo cái nghiệp đó đó mà đặt tên, chứ không có theo cái căn làm chủ nó để đặt tên. Còn lại sáu thức đầu á, sáu thức luôn chứ không phải năm nha, thì theo cái gì, theo cái căn nó nương, gọi là y chủ, để mà giải thích đặt cho nó cái tên. Ví dụ ý thức là thức của ý căn là thức thứ bảy phải không nha, ý thức là thức của ý căn, nhãn thức là thức của nhãn căn, thì gọi là y chủ thích đặt cái tên nó vậy đó nha. Hoạt động nhờ nương thức kho tàng,
Tại sao người ta không nói là nhãn thức, nhĩ thức, tiểu thức, 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 mà người ta nói là ngũ thức cho nó gọn vậy? Bởi vì năm thức này hoạt động giống nhau hết nha, tính chất giống nhau luôn, được chưa? Cho nên gom thành nhóm gọi là các thức giác quan cho dễ, hay là tiền ngũ thức cho dễ. Nó là thức của giác quan, mình có năm giác quan bên ngoài hướng ra ngoài thôi. Ngũ thức tùy duyên hiện, như vậy thì hoạt động nhờ nương thức kho tàng. Thức kho tàng là thức gì vậy? Thức thứ 8 này á, nó tạo ra thức thứ 7, rồi nó tạo ra thức thứ 6, rồi nó tạo luôn ra năm thức trước nữa. Tất cả đều là phải nhờ cái căn bản y này. Y nơi cái căn bản là thức thứ 8 này. Không có thức thứ 8 miễn hoạt động của 7 thức kia. Ví dụ, miễn hoạt động là sao? Ví dụ, chứ mình nhìn một, đưa ví dụ vậy cho dễ. Lúc chứ mình mới qua Ấn Độ á, không riêng Chí Minh mà tất cả các thầy cô khác, cái thời mà Chí Minh mới qua cách đây khoảng 17-18 năm á, thì bước vô những cái cửa hàng sang trọng tại Đề Ly á, nó không biết mình là ai hết trơn á. Nó nhìn mình không biết là giai cấp cao hay giai cấp vừa, giai cấp thấp. Mình là giai cấp cao có nghĩa là những tầng lớp ăn trên ngồi trước. Giai cấp vừa vừa là những người mà công nhân viên chức đồ đó nha. Giai cấp thấp là những người làm công á. Đó. Tại vì mình mặc đồ tu dày, mình cạo chọc đầu, thì nó nhìn hoài nó không biết nó nên đuổi mình ra hay là nó mời mình vô. Tức là mình giai cấp thấp thì nó không cho mình vô mấy cửa hàng sang trọng như cửa hàng bán quần áo thời trang rồi dài xịn rồi đó, để mình mua mấy đôi giày thể thao chạy cho nó khỏe đó, ví dụ vậy ha. Rất là ghê gớm vậy đó nha. Nó nhìn mình từ đầu đến đuôi, nó không biết mình sao hết trơn á. Rồi cái nó chạy vô nó hỏi ông chủ, cái thằng quản lý đó, chạy bây giờ sao nó nói tiếng Hindi mà chả hiểu gì hết á. Cái ông chủ biểu đó chỉ lại cái ghế ngồi nha. Rồi nó lại nó hỏi chuyện. Thì nó hỏi bằng tiếng Anh, mình trả lời được tiếng Anh thì mình không phải giai cấp thấp rồi nha, đại khái vậy đó. À, chị giai cấp thấp thì học tiếng Hindi cũng đâu học được, học tiếng Anh đâu biết tiếng Anh. Đó. Vậy thì từ giai cấp vừa trở lên thì bắt đầu nó mới tiếp tục hỏi mình cần cái gì nha, thì nó giúp mình. Như vậy, cái lúc mình mới bước vô như vậy á, thì trong A lại gia thức của thằng chủ với lại cái thằng quản lý đó, nó hoàn toàn không có hình bóng của một cái người mà giống như mình trong đó để nó so sánh, phải không nha. Căn bản y là gì? Là lấy những cái khái niệm có sẵn, những cái sở duyên, những cái chủng tử gì trong đây nè, để mà so sánh đối chiếu coi mình thuộc giai cấp nào, được không? Không có hình ảnh đó thì không biết làm gì đối với đối tượng này hết trơn. Nhãn thức nó cũng không biết phải tính làm sao, mà ý thức nó cũng không biết tính làm sao, mạt na thức nó cũng không biết là xua đuổi hay lấy về nữa. Nó kẹt chỗ đó đó. Thì lúc đó nó hoạt động nửa chừng nửa vời. Cho nên là nó không thành tựu được mấy cái thức đó. Thức có nghĩa là nhận biết, mà bây giờ nó không nhận biết mình được là cái gì thì coi như không có thức. Được chưa nè, nha. Ý là vậy đó. Cho dễ hiểu. Tất cả các thức này đều dựa trên căn bản y, mà căn bản y là thức thứ 8, mà thức thứ 8 là gì? Là tập hợp những kinh nghiệm, những khái niệm, những cái hình bóng trong quá khứ mà mình đã thu nhận được. Bây giờ đem ra xài để mà nhận thức liễu biệt cảnh là cái gì? Mà đã không liễu biệt được cảnh thì đừng gọi nó là thức nữa. Chỉ là thấy biết bình thường thôi. Vậy thì đó là cái điều là 7 thức luôn, chứ không phải 5 thức này đâu. Đều y nơi cái thức kho tàng hết. Đúng không? Thức thứ 7 mình có cái câu y đó không? Y bỉ chuyển duyên bỉ đó nha. Bỉ là thức thứ 8 đó. À, thì đó là cái đặc tính chung của các thức. Tùy duyên, độc lập hoặc chung. Thì nó hoạt động nhờ duyên. Đây nè, nhìn đây nè. Khái niệm, 5 thức trước là 5 thức cảm giác. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Và thân thức. Giác quan là năng lực sinh lý. Cái này là giải thích ha, cũng cần thiết, nhưng mà bây giờ cái này cũng quan trọng nè. Giờ mình coi học bát thức quy cái tụ liếc quan cái nha. Tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Hiểu không? Có trời mà hiểu. Tánh cảnh nó là cảnh, nó thuộc về tánh cảnh. Lượng nó ba lượng thuộc về hiện lượng. Tam tánh là thiện ác vô ký, nó thông cả ba, nó có cả ba. Con mắt mình nhìn có khi ác, có khi con mắt mang hình viên đạn, có khi con mắt mang hình từ nhãn thị chúng sanh, chim bồ câu hòa bình. Có khi con mắt mình là sao? Con mắt của vô hồn, đúng không nè, nha, rủ lãnh cảm. Đó là tùy theo cái nhãn thức của mình mà con mắt có thiện, có ác, có dễ thương, có dễ ghét. Nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư là sao? Hả?
ba cái nhãn nhĩ thân là ở trạng thái nhị địa, tức là nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền á nha, là có nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, được chưa? Mà không có cái gì, tỷ thức và thiệt thức. Trong, thưa quý thầy quý cô, mình nhập sơ thiền á, mình còn ăn, mình còn ngửi, mình còn đói bụng, còn đói bụng nha. Trừ cái lúc mà nhập vô mà chăm chú quá thì nó không có đói bụng thôi. Tại sao còn đói bụng? Tại vì còn mất năng lượng để mà dụng công tu tập, gọi là có tầm có tứ. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm là năm cái thiền chi của sơ thiền. Mà tầm á có nghĩa là hướng về đối tượng, tìm cầu đối tượng, chú tâm vô đối tượng là gọi là tứ. Chú tâm là tứ. Ví dụ mình niệm Phật đi, niệm Phật mà nó lâu quên cái phải ráng dụng công nhớ lại để niệm thì gọi là tầm ha, là tập trung vô niệm cho nhất tâm bất loạn gọi là tứ. Như vậy là mất năng lượng không? Mất năng lượng lắm chứ bộ nha, mất năng lượng lắm. Ví dụ như mình đi xe Honda từ nhà mình lên đây thì mình chạy mệt, tại vì mắt tìm tầm đường rồi tránh người này tránh người kia để đi đến trường. Nhưng mà mình leo lên xe buýt, mình biết chắc chắn rằng đến đây nó sẽ dừng nè, thì lúc đó leo lên ngồi ngủ giấc tới thì không tốn năng lượng, đúng không? Không tầm không tứ, đúng không nè? À, cứ lên xe buýt rồi ngồi đọc sách chứ đâu cần nhìn đường đi gì đâu nha. Như vậy là cũng giống như là sơ thiền với nhị thiền vậy đó. Vô nhị thiền là xả tầm xả tứ đi, chỉ còn định sanh hỷ lạc địa thôi. Lúc đó không tốn năng lượng, đã nhập định không có tốn năng lượng. Cho nên không cần ăn, không cần uống, không cần ngửi mà vẫn sống được, nhịn đói sống được. Đức Phật mà nhập định 49 ngày, 49 đêm dưới cội bồ đề trước khi thành tựu đạo quả, chỉ cần sơ thiền trở lên là đủ rồi, không tốn năng lượng. Cho nên nhị địa cư là chỉ có ba thứ thôi. Trong đó năm cái giác quan đó, trừ hai giác quan kia là vị và khứu giác ra đó. Rồi gì nữa? Biến hành biệt cảnh thiện thập nhất. À, đây là những cái tâm sở tương ưng thôi. Năm tâm sở biến hành, năm tâm sở biệt cảnh, 11 tâm sở thiện, hai cái trung tùy. Hai trung tùy là gì vậy? Hả? À, trung tùy là vô là gì? Vô tàm vô quý. Rồi. Tám cái đại tùy là gì? Giải đãi nè, hôn trầm nè, phóng vật nè, thùy miên gì đó, nhớ không? Bất chánh tri gì đó. Rồi ba cái căn bản phiền não là tham sân si nha, là tương ứng với năm cái thức đó, ba cái căn bản phiền não đó. Trong ba cảnh thì thức này chỉ có tánh cảnh thôi. Tánh cảnh là sao? Tánh cảnh là sao? Tánh cảnh là cái vật nó thấy sao thì thấy vậy á, bằng hiện lượng á, là trực giác thấy sao thấy vậy, chưa có gán tâm tư của mình vô trong đó, thấy là biết thôi, thấy vậy là thấy vậy thôi, không có phân biệt nha. Không có phân biệt không phải là không biết, nhưng mà không phân biệt thiện ác tốt xấu, không phân biệt nó theo cái kiểu mà suy nghĩ của mình ra vậy đó. Ví dụ thấy một người ngoài đường ăn xin, thấy thương rồi cho tiền thôi đi nha, nhưng mà nhìn thấy người ăn xin đó nói vậy mà không chịu lao động mà đi ăn xin nha. Rồi bắt đầu á, trời ơi, bả già chứ bả xin ngày cả triệu, có cho bả làm chi cho mất công nha. Cái đó không phải là tánh cảnh nữa nha. Đó, đế chất cảnh, độc ảnh cảnh gì đó. Rồi bây giờ trong tam lượng thì nó chỉ là gì? Hiện lượng thôi, không có tỷ lượng trong đó. Chỉ là hiện lượng thôi. Hiện lượng này có thể là tợ hiện lượng, có thể là chân hiện lượng, có thể là hiện lượng trúng, có thể là hiện lượng sai. Mình nhìn một người ăn xin, mình thương, mình thấy cho tiền, biết nó ăn xin, đủ rồi đi. Đừng có phân biệt, vậy thì có phước nhiều. Nhưng mà hiện lượng qua rồi bắt đầu tỷ lượng á, suy nghĩ coi coi để ngày mai mình quay lại coi cái bà này còn không ha, hay là tối mình canh canh coi bà có đi về bà đánh bài hay gì không á, thì cái đó gọi là tỷ lượng, được không nha. Nhưng mà cái hiện lượng của mình á, mà xong thí dụ thông qua tỷ lượng của mình mới phát hiện là cái cô này cô ôm bác đứng ngay ngã ba Vũng Tàu, có ăn xin, có mặc cái đồ của sư cô khất sĩ, có đứng có ăn xin như này, cũng ngồi đứng nghiêm lắm nha, đứng mà chạy qua chứ mình lấy 10.000 mình bỏ vô cổ thèm nhìn lên luôn nha, đi tiếp rồi cái quay lại nhìn coi có nhìn ai không, không nhìn ai hết trơn á nha. Chứng tỏ là cô này coi chừng tu thiệt rồi đó nha. Thôi lần sau mình đi mình nhớ mình cho 20 cái ai cho 10.000 tội nghiệp cổ ha. Cái mấy bữa sau chứ mình đi á, thì cái cô này á cũng ngồi dưới chân cầu với cái ông sư cũng giống như khất sĩ vậy đó, nhưng mà họ đang lột cái y ra để họ trở về cái người đời, được chưa?
Ông sư đó thì bắt gặp ở ngay chỗ mà chạm thu phí, ngay chỗ Bình Dương á, con đường mà tỉnh lộ 743 á, đi về Lái Thiêu á, nha, từ ngay chỗ quốc lộ 13 đi qua đó. Thì trời ơi, thấy hai người đó ngồi chung một chỗ mà đang gỡ cái y ra đây nè là biết xạo rồi nha. Tức là cái hiện lượng lúc đầu của mình thấy người ta tu hành đàng hoàng, gọi là tợ hiện lượng hay là chân hiện lượng nha. Tợ hiện lượng đó nha. Nhưng mà không phân biệt được, tại vì hiện lượng mà chạy xe nhanh quá, qua bỏ 10.000 chạy đi rồi, đâu có thấy, không đủ thời gian để thấy, để suy nghĩ gì hết trơn á. Mà lần sau đi đến cái chỗ mà dưới cái chân cái cầu đó, cầu gì ta, cầu ông bố, đúng rồi, cầu ông bố nha, ngay chỗ nghĩa trang Lái Thiêu lên chút á nha. Đó, cái chỗ mà từ Bình Dương mà quẹo về Tân Vạn đó, là bắt đầu phát hiện hai người này rồi, biết là cái bà này bà xạo rồi. Đó là có những người giả tu sĩ đi ăn xin đó, mà họ giờ họ giả công phu lắm chứ không phải giả thường đâu, họ đi từng bước nè, nghiêm trang nè nha. Thậm chí mình cho tiền không lấy đâu, cho tiền không lấy, tại cho có 10.000 đâu lấy làm chi nha. Cho 50 mới lấy. Thì như vậy là chứng tỏ là sao, là hiện lượng có khi chân, có khi tợ, có khi tợ thì ta gọi là phi lượng, được chưa? Còn đúng thì ta gọi là hiện lượng. À, đó, nó chỉ có hiện lượng thôi, bởi vì nó nhanh quá thì nó không kịp phân tích. Ba tánh thì nó có đủ thiện ác vô ký. Mà thiện ác vô ký này ở đâu mà ra vậy? Do mình đã nhận thức được ở trong rồi. Bây giờ lần sau nhìn lại cái người đó có còn con mắt vô ký nữa không? Lúc đầu thì vô ký á, không thiện không ác, mà thậm chí là thiện nữa, con mắt nhìn thiện nữa nha. Lần thứ hai nó khởi nghi ngờ mà chưa có bằng chứng thì nó gọi là vô ký nha, không thiện không ác. Lần thứ ba thấy dưới chân cầu lột đồ tu ra mặc đồ đời vô, thì lần sau con mắt mình á, nhãn thức á, nhìn cái người đi khất thực đó ác rồi, chứ không phải là thiện, không phải vô ký nữa. Nó thay đổi, được không quý thầy cô? Vậy thì nhãn thức có thể có thiện ác vô ký. Rồi thông qua đi, bây giờ mình chỉ cần nói về cái duyên của nó nè. Duyên nè. Ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quán trần thế, ngu giả năng phân thức giữ căn. Nó hay cực kỳ luôn. Y như là bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa vậy ha, đọc thơ vậy đó. Đúng không? Cái này con hay không? Vần thơ tuyệt tác: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quán trần thế, ngu giả năng phân thức giữ căn. Năm thức này đồng nương nơi tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn là cái gì? Là các dây thần kinh ở bên trong cơ thể mình á. Có quý thầy cô về nhà nói là 12 dây thần kinh sọ, 33 dây thần kinh tủy sống, nó mọc từ tủy sống nó đi ra hai bên vậy nè, 33 cặp á nha. 12 cặp dây thần kinh sọ bên trái cộng bên phải cộng. Thí dụ con mắt mình đi, con mắt mình thì nó có dây thần kinh nó chạy vô trong, gọi là thần kinh thị giác, biết cái đó không nha, gọi là thần kinh thị giác. Và lỗ mũi của mình nó có dây thần kinh chạy vô trong não, gọi là thần kinh khứu giác. Dây thần kinh khứu giác là dây thần kinh số 1. Dây thần kinh thị giác là thần kinh số 2. Dây thần kinh vị giác là dây thần kinh số 9 và dây thần kinh số 12. Dây thần kinh của lỗ tai là dây thần kinh số 8, nó có tên đó. À, gọi là thần kinh 8 á nha. Thì nó có cái nguyên ngụy ở trong đây. Thần kinh 8 có nghĩa là thần kinh số 8, được chưa? Rồi. Rồi có cái file mình download về, nhưng mà chứ cái máy này nó không có kìa, chứ copy qua cho với thầy cô thấy cái dây thần kinh nguyên ủy ở trong nó đi ra. Nguyên ủy nó còn nguyên ủy giả, nguyên ủy thiệt nữa. Nguyên ủy giả là ở bề mặt vỏ não nó chui ra giống như cái vòi bạch tuộc vậy đó nha. Con bạch tuộc nó có mấy cái vòi á, nó bò ra, thì dây thần kinh mình từ trong cái não nó giống như cái thân con bạch tuộc, rồi nó bò dây thần kinh ra rồi nó chi phối hoạt động của mình vậy đó. Nhưng mà chưa đâu cái đó, chứ bề mặt ở bên ngoài thấy nó lòi cái bạch tuộc ra thôi, cái xúc tu ra thôi. Phía trong cái xúc tu nó còn ở trong người con bạch tuộc, nó cắm ở trong á nha. Hình dung được không vậy? Giống như qua có cái cô đó cổ nói á, con hỏi thầy chứ cổ học đào tạo thì xa á, cái trường hợp như vậy, cái sư cô đó cổ chết đi rồi mà cổ không có siêu, cái cổ về cái cổ cứ lè cái lưỡi ra hoài à, cứ hiện về á, thì làm như thế nào nha? Nhưng mà trước khi chết cổ có biểu hiện như có, tức là trước khi chết á là cổ đang nằm hôn mê nè, nhưng mà lại rờ người cổ, cái lưỡi cổ lè ra mà nó dài gấp 3 lần bình thường, nó lại dài lên tới 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 cái tóc luôn á nha.
mà tại sao nó dài dữ vậy? Có nghĩa tại sao lưỡi lè dài được vậy? Bình thường đâu có đâu nha. Đó. Thế thì lại gì? Ở các cái. Trời ơi, mình giống như là mình có thần thông vậy sao biết được nha. Mình nói tại vì á, theo mặt y học á, thì cái lưỡi mình mà mình thấy khúc ngoài nó chỉ có 1/3 à, nó còn 2/3 nó nằm dưới cuống họng, gọi là cuống lưỡi á nha. Được không? Nha. Nó nhiều thứ nó nằm ở trong, nó còn dư nhiều lắm nha, mà nó chưa ra hết thôi. Cho nên nó cái khi mà gần chết hay gì đó là cái mấy cái cơ cổ nó giãn hết rồi đó, nhưng mà do cái nghiệp mà họ muốn nhát mình chơi đó, cho nên họ nó giãn quá rồi cái lè cái nó chạy ra luôn. Thì giải thích vậy thôi chứ biết sao giờ, đúng không nha. Thì dây thần kinh cũng vậy nữa, nó có cái nguyên ủy bên ngoài, nó còn cắm ở trong sâu ở trong thân não á, tuốt ở trong sâu á, cái đó gọi là tịnh sắc căn, được không? Giờ bây giờ thì cái duyên đó nè, cửu duyên bát thất hảo tương lân. Như vậy thì ngũ thức á, nó chỉ có khi mà nó có chính duyên. Chính duyên đó là gì? Đây, năm thức đều nương tịnh sắc căn và nhờ có các duyên mới sanh ra được. Nhãn thức nhờ chính duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, tỷ và thiệt thân mỗi thứ chỉ có 7 duyên thôi. Như vậy thì đây nè, để với mình nói cho cái duyên của nó đây, đã chính duyên nè. Ở địa vị phàm phu, nhãn thức đủ chính duyên. Chính duyên là gì vậy? Đây nè, điều kiện thị giác nè, nha. Hư không nè, gọi là không duyên nè. Ánh sáng gọi là minh duyên nè, nha. Nhãn căn gọi là căn duyên nè. Tức là không, minh, căn, cảnh, tắc ý. Được chưa? Căn bản thức là thức thứ 8 nè. Nhiễm tịnh y là thức thứ 7 nè. Ý thức là thức thứ 6, gọi là phân biệt y nè, là thức thứ 6 nè. Chủng tử y nè, là chủng tử đó trong A Lại Già. Như vậy thiếu một trong chính duyên này thôi, không có sự hiện khởi của nhãn thức. Nó khó chỗ đó đó, nó phải đủ tới chính duyên. Ví dụ hư không là không có hư không, không thấy được. Bây giờ quý thầy cô làm ơn để ngón tay trước nè ha, cái mình đưa dần dần vô con mắt, để sát vô con mắt, có thấy được ngón tay không? Không có hư không chen giữa ngón tay với con mắt, có thấy được không? Thấy cái đồng hồ trước chứ ngón tay biến mất rồi, đúng không nha? Không có hư không, không thấy được nó. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh á thì không có hư không cũng không nghe. Hư không sẽ truyền sóng âm, truyền sóng âm cho nên mới nghe được vậy đó. Nhưng mà hư âm thanh có cần ánh sáng để nghe được âm thanh không? Không. Cho nên cái nhĩ thức á, nó chỉ bỏ ra cái ánh sáng thôi, thì nó còn là 8 nha, 8 duyên. Hình dung được không nha? Đó. Rồi, tỷ thức. Tỷ thức là gì vậy? Là ngửi, phải không nè? Ngửi á thì phải có hư không mới ngửi được, để sát vô là không ngửi được. Không có ánh sáng ngửi được mùi không? Được không? Chắc chắn được, như vậy không cần ánh sáng. Rồi đó, vậy thì tỷ thức không cần ánh sáng cũng có thể ngửi được. À, không có hư không cũng không có ngửi được, cho nên nó có 8 duyên. Bây giờ thị, tỷ, thiệt, vị á. Vị á thì không ánh sáng, không hư không vẫn được, tại vị phải nếm vô, không cần hư không nha, thì chỉ còn 7 duyên thôi. Vậy đó, mình bớt đi, tất cả các kia cũng còn 7 duyên là lý do đó. Như vậy cái sự hiện khởi của năm thức này á, nó tùy thuộc vào chính cái duyên này. Ví dụ như những người ở cõi trời nhị thiền thiên. Nhị thiền thiên là ai chảnh vậy? Cõi trời Quan Âm Thiên á, là tổ tiên của loài người mình á. Tổ tiên của loài người là từ trời Quan Âm Thiên, rồi họ hết phước, họ lọt xuống trời Sơ Thiền Thiên. Sơ Thiền Thiên chính là cõi trời của Đại Phạm Thiên Vương. Đại Phạm Thiên Vương ở đó có một mình à, buồn quá, cái bắt đầu mới tạo ra cái loài người giống như họ, mà dùng mật mã nó khóa hết gì trong não mình, giờ mình không có thần thông gì trơn á nha. Rồi mới bắt đầu mới cho xuống trái, mới cái nghiệp nó hết, cái phạm chúng mới xuống dưới trái đất này nè. Lúc đó còn ánh sáng bay xẹt qua xẹt lại được, không cần ăn cũng sống. Tại vì gốc gác của họ là Quan Âm Thiên thì không cần ăn nha, không cần ngửi, không cần ăn. Vì vậy ở cõi trời đó không có lỗ mũi, không có cái lưỡi, không có mũi, không có lưỡi. Ở trời Quan Âm Thiên có hình dáng mà không có hoạt động. Cho nên không có căn, mà thiếu căn thì có thức được không? Đây nè, cái duyên thứ ba là căn nè, ví dụ duyên nhãn căn, nhĩ căn, nhưng mà ở cõi trời đó không có căn cho nên không có thức. Vậy đó.
Vậy thì đó là cái điều kiện để sự xuất hiện của các cái đó nha, các cái duyên đó. Biến tướng quán không, tới đây là cửu duyên bắt thất hảo tương lân, hiệp tam ly nhị là sao? Hiệp tam ly nhị là sao? Hả? Hai lìa ba hợp ngắm trần thế là sao? Quán trần thế nghĩa là sao? Đọc cái này có hiểu không? Hiệp tam có nghĩa là ba cái thức đầu á, thì nhãn nhĩ tỷ á, hiệp tam ly, à, xin lỗi, ba cái thức sau á là vị là gì? Vị, rồi cuối cùng là gì? Thân thức, đúng không? Là ly nhị nha, quán trần thế, có nghĩa là nó phải có cái khoảng không thì mới thấy được, thì gọi là ly. Còn tiếp xúc với cảnh á mà thấy được, mà cảm nhận được, ví dụ xúc là phải tiếp xúc nè nha, tỷ vị, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thì chạm vô thì mới cảm nhận được trần cảnh á, thì cái đó gọi là hiệp tam. Còn mà nghe và thấy á thì phải có hư không, phải không nè, thì mới thấy được, mới nghe được nha. Còn cái mùi vị á, thưa quý thầy cô, cái mùi vị á thì khi nào mình ngửi được mùi? Khi cái vị nó tiếp xúc vô lỗ mũi mình mới ngửi được mùi rồi nha. Bây giờ có một chai dầu thơm hay là một sư cô nào đó xức nước hoa đi, mà sư cô đó ở tuốt ở dưới á, ở Chí Minh ở dưới đây nha, còn một thầy kia ông cứ ốm hoài, ông bệnh hoài, lúc nào đi ông cũng đem chai dầu xanh vô hết trơn á, nhưng mà ông cứ ngồi dưới hoài, cô đó cứ ngồi dưới hoài, chứ mình không nghe được mùi thơm của nước hoa, thí dụ vậy nha, không nghe được mùi thơm của dầu, dầu thơm của thầy đó xức. Thì tại vì sao vậy? Cái phân tử dầu á nó chưa bay đến được đây, nó chưa tiếp xúc vô lỗ mũi Chí Minh được, cho nên mình không có ngửi được mùi. Như vậy cái khoảng không á nó không có quan trọng, mà là tiếp xúc mới quan trọng, được chưa? Mới tạo thành ra cái khả năng ngửi của mình. Hôm đó thầy đó lên đây, cô đó lên đây, cái tự nhiên Chí Minh ngửi được mùi là bởi vì gần quá tiếp xúc được. Cho nên hiệp tam là vậy đó. Hiệp tam là ba thức, là tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là phải có sự tiếp xúc phối hợp trực tiếp với cái cảnh ở bên ngoài, đó là vị, đó là hương trần, vị trần và xúc trần, thì thức đó mới phát sanh được. Còn ly nhị là hai cái thức đầu á, là nhãn thức và nhĩ thức á, thì phải có khoảng không mới có thể cảm nhận được nha. Ví dụ con mắt mình để sát vô con mắt không thấy, lỗ tai mình mà để sát vô đây cũng thấy luôn, để đụng vô màng nhĩ thì màng nhĩ không có rung được, không thấy được, không nghe được, chú ý cho đó. Cái tai nghe mà quý thầy cô mà để vô cái lỗ tai á, như vậy là có hiệp chưa hay là còn ly? Cái headphone á, ly hay hiệp rồi? Ly đâu, nó sát lỗ tai mà sao ly? Còn khoảng không? Không còn khoảng là không, không có rung động màng nhĩ được. À, tức là tai ngoài á với tai trong á nó còn một cái khoảng cách. Ví dụ như cái tai, tai vậy đi. Cái lỗ tai như vậy nè nha. Thì ở giữa tai ngoài, đây là tai ngoài nè. À, thì ở đây âm thanh vô á, hoặc là mình gắn cái headphone vô đây á, nó lắp kín cái lỗ tai ngoài. Nhưng mà từ cái lỗ tai ngoài nó có cái màng nhĩ ở đây gọi là tai giữa. À, rồi ở đây là xương búa, xương đe, xương bằng đạp, vành bán khuyên gì đó, để dây thần kinh số 8. Thì ở đây từ cái chỗ mà cái các hệ thống dây thần kinh này gọi là tai trong. Còn cái giữa tai ngoài và tai trong á, nó có cái màng nhĩ sáng sáng mình rọi đèn cho mình thấy á, nó che tai ngoài, nó bít, nó không có cho gì lọt vô trong được tai giữa, tai trong á. Cái khoảng không giữa tai màng nhĩ và các hệ thống xương và hệ thống cân bằng gọi là ba vành bán khuyên và xương búa, xương be, xương bằng đạp á, thì khoảng này gọi là tai giữa nè, ta gọi là viêm tai giữa là vậy á nha. Viêm tai giữa có hai trường hợp, nếu mà ở đây nó làm mũ hết rồi mà nó chưa thủng màng nhĩ á, thì cái thằng nhỏ nó đau lỗ tai dữ lắm nhưng mà không có mũ chảy ra. Nhưng mà mũ nhiều quá cái nó tức quá, nó bể, nó xé rách màng nhĩ, cái bắt đầu nó chảy mũ lỗ tai. Mà chảy mũ lỗ tai thì bên ngoài màng nhĩ gọi là tai ngoài, thì ta gọi là viêm tai giữa thủng nhĩ. Viêm tai giữa thủng nhĩ là màng nhĩ thủng lỗ luôn. Lúc đó là mũ lỗ tai nó chảy ra, được không? Cái headphone mình đưa sát vô lỗ tai như vậy không, chưa có hiệp đâu, nó mới chạm ở tai ngoài chứ chưa đụng màng nhĩ. Chừng nào đụng màng nhĩ trở vô mới gọi là hiệp nha. Màng nhĩ là cái màng giống như cái trống vậy đó nha, để nó rung á đó. Do đó mà chúng ta thấy phải có khoảng không thì mới nghe được, không có khoảng không cái headphone mà để sát vô màng nhĩ khỏi nghe luôn á, không nghe gì hết trơn á. À, ngu giả năng phân thức giữa căn là sao?
Tất cả chúng ta nè đều không phân biệt thế nào gọi là cái nghe và thế nào là cái lỗ tai hết trơn á. Thức với căn mình không phân biệt được, khó phân biệt, chỉ có học Phật mới phân biệt được thôi, phải không nha. Cho nên nói là lỗ tai, cái đầu mình nói lỗ tai là nghe là đủ rồi, không cần biết. Là lỗ tai chỉ là cái căn vô tri vô giác thôi, còn nghe là một cái hệ thống của tâm linh gắn vô trong đó. Thậm chí mình chỉ biết được cái lỗ tai bên ngoài mà không học Phật thì mình cũng không biết, hay là không học y mình cũng không biết là có tịnh sắc căn là hệ thống thần kinh bên trong nữa, không có biết được đâu. Nó khó phân biệt là như vậy. Mà khó phân biệt quá nên chư tổ cũng không có giải thích chi cho nhiều. Chứ mình nghĩ là tổ vô trước thế thân á, là các ngài có thể là bằng thiền định có thể thấy được thân thể mình ở bên trong luôn, tịnh sắc căn luôn, không cần phải học y khoa, mà bằng thiền định quét á, quét cảm thọ từ trên xuống dưới á, là nó thấy được cái giống như sóng siêu âm vậy đó, nó thấy được bên trong hết trơn vậy đó, nó thấy được bao tử co bóp làm sao, trái tim co bóp làm sao, thấy được hết. Cho nên các ngài á quán chiếu cái tịnh sắc căn nó rõ ràng như là nhìn ở trong lòng bàn tay vậy đó. Nhưng mà vì nói ra nhiều quá thì người ta không hiểu gì hết cho nên không nói. Do đó mà những cái hiểu biết của Phật hay của tổ, mà những người viết cái bộ luận này chẳng hạn, hay là những cái kinh Phật nói á, Đức Phật nói như là cái nấm lá trong lòng bàn tay được nói ra thôi. Còn cái sự hiểu biết như trời như biển. Vì vậy mà có những cái mà khoa học hiện đại ngày nay mình thấy giải thích bộ não tùm lum hết, mà tại sao tổ không đưa ra cái vấn đề bộ não? Bởi vì đưa ra người ta không hiểu, người ta không tin tưởng nữa là kẹt. Cho nên có khi các ngài biết vai trò của bộ não nhưng mà không dám đưa vô, chỉ nói tịnh sắc căn là đủ rồi, không quý thầy quý con ha. Thì tóm lại là chúng ta học bài tiền ngũ thức thì về coi cũng hiểu, và tới đây là chúng ta ngưng được rồi ha. Dạ. Biến tướng quán không duy hậu đắc quả trung vô tự thiết bất thiên chơn viên minh sơ phát thành vô lậu tam loại phân thân dứt khổ thân. Duy hậu đắc nè, chúng ta nhớ nè. Như vậy thì tiền ngũ thức không tự nó chuyển thành thánh, thành thanh tịnh, mà phải nhờ cái thức khác chuyển nó. Đó là thức thứ 8 chuyển rồi thì tiền ngũ thức chuyển theo thành thành sở tác trí, được không? Quý thầy cô, thành sở tác trí thì là gì quý thầy cô biết không vậy? Hả? Thành sở tác trí là ngũ căn hữu dụng, lục căn hữu dụng luôn. Tức là khi mà có thành khi mà mình thành vô ngã rồi đó, mình chứng thánh á, thì mình có thần thông. Là lục căn á, ví dụ con mắt của quý thầy cô nghe được âm thanh của chúng sanh luôn. Bồ Tát Quán Thế Âm nghe âm thanh bằng cái thiên nhĩ, thiên thủ thiên nhĩ hay là thiên thủ thiên nhãn vậy? Hả? Có đó là thiên thủ thiên nhĩ vô ngại đại bi tâm đà la ni nó, tại vì con Bồ Tát nghe tiếng kêu mà dùng thiên nhãn sao nghe được nha. Cho nên con sửa lại chú đại bi đi, thiên thủ thiên nhĩ vô ngại đại bi tâm đà la ni, có chịu không? Không, học duy thức rồi. Cái bài kệ sau cùng có nói á, là hậu đắc trí, có nghĩa là khi chúng ta đạt thành vô ngã, tâm chúng ta thanh tịnh á, thì mấy cái thức này nó dùng chung được, có mắt nghe được, lỗ tai thấy được luôn. À, đây là Bồ Tát Quan Âm nghe bằng con mắt nha, được không, chứ không phải bằng lỗ tai, chú ý vào đó. Thôi giờ mình nghỉ đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.